Thưa quý bạn chị em, Chủ nhật tuần trước, Chúa Giêsu ví Ngài là cây nho, chúng ta là cành nho và Thiên Chúa Cha là người trồng nho. Cây nho có sức sống là nhờ tháp nhập vào thân nho để nhận chất dinh dưỡng. Cũng thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy ở lại trong Ngài để được lãnh nhận sức sống giống như cành nho gắn liền với thân nho. Và phúc âm hôm nay tiếp tục ý tưởng của phúc âm tuần trước. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Ngài qua việc giữ các điều răn của Ngài. Khi ta yêu ai, ta muốn được gặp, được ở bên cạnh người đó lâu hơn và được sống chung cùng mái nhà là điều nói lên sự gần gũi và được ở lại với người ta yêu lâu nhất. Khi hai người nam nữ yêu nhau, họ ước ao có ngày được sống chung với nhau, nghĩa là nên vợ nên chồng, nghĩa là đưa về sống chung một mái nhà. Nhưng thưa quý ông bà chị em, đó là tình yêu của gia đình. Và tình yêu của gia đình đó là tình yêu gần gũi nhất mà chúng ta có thể có được. Nhưng hôm nay Chúa Giêsu không bảo rằng các con hãy ở lại trong nhà với thầy. Nhưng Chúa Giêsu nói anh em hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Nghĩa là ở trong luôn, thưa quý ông bà anh chị em. Thì chúng ta phải hiểu như thế nào đây? Hãy ở trong thầy như là thân cây nho tháp nhập với thân nho. Một sự gần gũi bằng da, bằng thịt. Và đây là lý do mà tại sao Chúa Giêsu đã thiết lập nên bí tích thánh thể, bí tích tình yêu, để ta có thể ở trong Ngài và Ngài có thể ở trong ta bằng da, bằng thịt. Để chúng ta có thể lên rước Chúa một cách xứng hợp. Chúng ta làm gì thưa quý ông bà, chị em? Chúng ta phải sạch tội trọng. Để làm sao sạch tội trọng? Thưa, đó là giữ các giới răn của Ngài. Chúng ta, những người chút nữa đây sau vào cuối thánh lễ, quý ông bà anh chị em sẽ lên rước lễ. Và khi quý ông bà anh chị em lên rước lễ, quý ông bà anh chị em đã xét mình, cảm thấy rằng tâm hồn của quý ông bà anh chị em sạch tội trọng. Nghĩa là quý ông bà anh chị em trong những ngày qua đã giữ giới răn của Chúa đủ để có thể cảm thấy trong lòng bình an lên rước Ngài. Và khi chúng ta lên rước Ngài như vậy, quý ông bà anh chị em được chạm vào Ngài bằng da, bằng thịt. Và ngược lại, Ngài chạm vào chúng ta bằng da, bằng thịt. Và đây là sự ở lại tuyệt vời vô cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Ngoài việc ở lại trong tinh thần, những ai đang theo dõi thánh lễ qua mạng thì chỉ có thể ở lại trong tinh thần. Nhưng những ai đến với Chúa Giêsu thánh thể qua thánh lễ và được lên rước Ngài thì Ngài ở trong chúng ta bằng da, bằng thịt, thưa quý ông bà anh chị em. Và đây là mối quan hệ và đây là sự gần gũi đẹp nhất mà không ai trong chúng ta không muốn cả. Một lần nữa, chúng ta yêu nhau, chúng ta muốn người yêu ở gần chúng ta mà chúng ta có thể nhìn thấy được, chạm tới được. Vậy thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ ngày của mẹ. Như hồi nãy con nói trong đầu lễ, không ai trong chúng ta vào trong cõi đời này không qua cung lòng của người mẹ. Chiều qua dâng lễ, con có hỏi cộng đoàn: thưa cộng đoàn, thời gian nào là thời gian đẹp nhất để nói lên sự gần gũi giữa mẹ với con, để nói lên tình mẹ và con? Thì tất cả những người phụ nữ trong nhà thờ đều trả lời rằng là thời gian mang thai. Tại sao thời gian mang thai là thời gian đẹp nhất của tình yêu giữa mẹ và con? Trong thời gian này, người con được hình thành trong dạ của mẹ, rồi từ từ lớn lên có hình hài như một con người. Và thai nhi sống được là nhờ gắn liền với dạ của người mẹ để nhận chất dinh dưỡng từ máu của mẹ. Máu là sự sống,
Nghĩa là thai nhi sống và trưởng thành nhờ hút lấy sự sống của mẹ, giống như cành nho hút lấy sự sống từ thân nhỏ. Và đây là sự gần gũi, sự ở lại của người con trong mẹ bằng da, bằng thịt, đẹp nhất, sâu đậm nhất. Và cho đến muôn đời, người nam vẫn không thể hiểu nổi sự gần gũi bằng da, bằng thịt tuyệt vời này. Ai đã làm nên mối quan hệ máu mủ, da thịt tuyệt mỹ này? Ai đã làm nên mối quan hệ máu mủ tuyệt vời này vậy quý ông bà anh chị em? Thưa, đó chính là Thiên Chúa. Đấy là nguyên lý cao vời và tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Người nam có muốn cũng không được, và người nữ sinh con muốn khước từ cũng không được. Vì vậy, nếu các con có yêu mẹ hơn, có thương mẹ hơn, đó là chuyện hợp lý, phải không quý ông bà anh chị em? Ngay cả khi các con đã ra khỏi cung lòng của người mẹ, lớn lên, trưởng thành, lập gia đình, và ngay cả khi về già, khi mẹ còn sống, và mỗi lần gặp mẹ, thì điều gì mẹ làm nơi chúng ta? Quý bà chị em như thế nào con không biết, nhưng mỗi lần có việc thăm mẹ của con, thì điều đầu tiên mẹ con kéo con sát vào má của mẹ, sát vào cái gò má của mẹ, mẹ hôn cho một cái. Rồi điều gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Nếu được, mẹ ghì sát vào lòng của mẹ để mẹ ôm cho đỡ nhớ những ngày tháng xa mẹ. Và nhất là cái cảm giác đó có thể nói lên rằng là nhắc nhở thời gian 9 tháng đã từng cưu mang trong lòng, trong dạ của mẹ. Và mỗi người và mỗi con người khi nghĩ đến chúng ta đã từng hình thành, sống, phát triển là nhờ vào sự sống, sức sống của mẹ. Và nhờ lấy hút lấy sức sống của mẹ thì nghĩ tới đó thôi, chúng ta trả ơn hết đời này cũng chưa đủ. Vì vậy, nếu đã có lần ta không vui với mẹ, không hạnh phúc với mẹ vì thái độ lạnh nhạt của mẹ, hay cả khi mẹ bỏ ta, thì hãy nhớ rằng ta đã từng ở trong dạ của mẹ, và máu của mẹ là sức sống đã truyền cho ta để ta được sống. Nghĩ tới đó thôi, chúng ta cũng hãy bỏ qua và tha thứ cho những khiếm khuyết của mẹ. Hơi những người nam, chúng ta không thể thấu hiểu mối quan hệ máu mủ bằng da bằng thịt này được, nhưng chúng ta có thể cảm nhận qua tình cảm và lý trí của chúng ta. Hơn những người nữ, quý vị có thể thấu hiểu về mầu nhiệm, về tình yêu cao quý này khi quý vị bắt đầu mang thai. Quý vị vừa hiểu, vừa cảm nhận được mối quan hệ này do Thiên Chúa ban tặng. Vậy, cho dù là nam hay nữ, chúng ta đều được mời gọi ở lại trong tình yêu mẫu tử, tình yêu mẹ con, tình yêu đầu đời mà mỗi người chúng ta lãnh nhận được. Chúng ta hãy giữ mãi cho đẹp, dù mẹ đang sống hay đã khuất. Thánh Gioan trong bài đọc 2 đã có nói, ai không yêu thì không biết Thiên Chúa. Nếu chúng ta không thể yêu đấng cho chúng ta sự sống, chúng ta không thể yêu đấng đã ban cho chúng ta cái nguồn gọi là sức lực để cho chúng ta có thể triển nở trong cung lòng của mẹ và lọt lòng mẹ, cho chúng ta dòng sữa mát nuôi nấng chúng ta, cho chúng ta khôn lớn, chúng ta không yêu đấng nữa được thì chúng ta không thể yêu bất cứ ai được, ngay cả yêu Thiên Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy khuyên quý ông bà anh chị em, tất cả chúng ta đang có mẹ, chúng ta hãy tìm cách để báo hiếu. Chúng ta hãy tìm cách để nói với mẹ rằng, mẹ ơi, con yêu mẹ nhất, và qua mẹ con biết được thế nào là yêu, và qua mẹ con biết thế nào để yêu Thiên Chúa
cho phải lẽ. Và mỗi tình mẫu tử tuyệt vời này phản ánh mỗi tình đẹp nhất giữa ta với Chúa Giêsu. Mối tình mà ở lại bằng da bằng thịt. Chúa Giêsu muốn ở lại với chúng ta không chỉ trong tinh thần, không chỉ trong đức tin, mà cả bằng da bằng thịt. Và khi chúng ta càng yêu mẹ chúng ta càng thấu hiểu mối tình mẫu tử này, thì chúng ta sẽ thấy rằng tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của Chúa Giêsu, Ngài chết, Ngài lấy sự sống của Ngài, giá máu của Ngài để được ở trong chúng ta bằng da bằng thịt. Vậy quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy cố gắng đến với Chúa nhiều hơn qua bí tích thánh thể, tới với thánh lễ nhiều hơn để được ở trong Chúa và Chúa ở trong ta bằng da bằng thịt, không chỉ ở trên mạng qua Zoom mà thôi. Mùa dịch mỗi ngày vẫn còn hoàn hành, nhưng chúng ta đã được chích ngừa. Khoảng cách xã hội cũng vẫn còn, nhưng đã được nới lỏng. Những phương thức để mà giữ vệ sinh đã được thực hiện. Nên bởi vậy, những ai còn đang xem lễ ở nhà vẫn có thể, và có khả năng, có sức khỏe có thể tới với nhà thờ được, thì tôi khuyên quý ông bà, chị em hãy tới với thánh lễ để được Chúa Giêsu ở trong ta bằng da bằng thịt. Rồi cầu chúc cho tất cả mọi người chúng ta có được một mối quan hệ tốt hơn với mẹ của chúng ta. Nếu mẹ còn đang ở gần thì đó là cách tuyệt vời nhất. Chúng ta hãy thường xuyên tới với mẹ để được áp má của chúng ta vào má của mẹ, để được áp mặt của chúng ta vào trong cung lòng của mẹ, để sống lại 9 tháng ở trong dạ của mẹ. Những ai mẹ ở xa, đừng quên hỏi thăm mẹ, đừng quên gửi những món quà tình yêu đó tới với mẹ. Những ai mẹ đã mất, hãy dùng những hành động, những cử chỉ âu yếm, những cử chỉ yêu thương mà chúng ta dành cho tha nhân, dành cho những người nghèo khổ, để cầu nguyện cho mẹ. Cầu chúc tất cả quý ông bà anh chị em một ngày Happy Mother's Day thật tuyệt vời. Và chúng ta nhớ đừng bao giờ đánh mất cơ hội nói lời xin lỗi với mẹ.